Như vậy trận đấu giữa hai đội bóng 1982 Hải Dương và 1982 Bắc Linh đã được bắt đầu. Vâng, để cho tất cả quý vị bạn tiện theo dõi thì bây giờ tôi sẽ điểm qua những cái tên đá chính đến từ cả hai đội bóng này. Bóng mang trang phục áo xanh, họ xuất phát với thủ môn là Công Thành. Duy Hào số 3, Văn Lượng số 6. Họ vàng đang ở ngay cạnh ekip của chúng tôi. Đường truyền ra một cú sút chưa có độ chính xác đến từ số 7, sẽ làm tình huống đá phạt góc. Côi khoảng trống là rất nhiều dành cho Vũ Tú trong tình huống vừa rồi. Vâng, đó là tình huống đá lên khá nguy hiểm. Côi dành cho thủ Bắc Linh, dứt điểm. Tuyến này không vào. Rất hay với pha vừa vừa rồi. Phải gọi là đẳng cấp. Một tuổi mà các anh đã có được những mùa bóng tổ chức. Tiếp tục sẽ là Đức Tú mà thôi. Đúng là như vậy. Chọc khe. Điểm chạm không thể tạo ra. Pha bóng mà phía trên thì Tiến Dũng đã không thể chạm bóng. Tiến Dũng. Tôi xin lỗi, đây là anh Tuấn. Anh Tuấn đưa vào. Đường chuyền, cơ hội đây cho Bắc Linh. Đánh đầu. Vẫn còn. Hoàng loạt nhưng tình huống áp sát. Đưa bóng vào. Vâng, rất lớn lực cơ hội. Nhưng đáng tiếc. Trung Dũng không được. Cao thủ áo xanh có thể ra chân. Cú sút khá nguy hiểm. Côi vẫn còn. Dứt điểm. Cú sút của Mạnh Cường. Số 7 của Bắc Linh thật sự nguy hiểm. Treo bóng. Đánh đầu. Côi dành cho Hải Dương. Một hai. Vẫn còn. Trung Dũng. Không được. Đưa bóng vào. Côi chưa thể có bàn thắng. Khá nguy hiểm. Dứt điểm. Trung Dũng. Chân trái. Vâng, và lúc này trọng tài cũng đã được coi khép lại trận đấu. Trận đấu thuộc lượt trận vòng 3 của 1982 Hải Dương và 1982 Bắc Linh.